Xin chào mọi người. Hiện tại thì mình mới làm răng tại nha khoa An Tâm. Mình cảm thấy rất là hài lòng vì thứ nhất là giá cả rất là ok, phục vụ rất là chuyên nghiệp và tận tình. Cái chất lượng thì rất là đảm bảo, cho nên là mình rất là hài lòng. Chào mọi người, mình vừa hoàn thành làm răng tại nha khoa An Tâm xong. Mình cảm thấy rất là hài lòng.